Núi cao hơn núi, người cao hơn người ha. Cuối cùng mình cũng lên tới đây rồi. Đó các bạn, đứng bên đây có thể nhìn cái nhà thờ, cái ngọn tháp này nó cao chót vót ở trên luôn rồi các bạn. Và xa xa dưới là một cây cầu bắc qua một cái dòng sông rất là đẹp. Và đây các bạn, giờ mình leo mấy cái bậc thang này mình đi lên. Cũng mấy chục bậc chứ không hết đâu. Một bên là triền núi, một bên là nhà, người ta xây các cũng hay. Người ta làm cũng hay, một khoảng chừng chục hơn chục bậc thang thì có một cái chỗ để nghỉ chân. Đó, đây cái chỗ này là để cho người ta ngồi người ta nghỉ chân nè. Nếu mà ai lên đây đi không nổi một lần thì ngồi đây nghỉ. Nơi đây có thể mình đứng mình xem xuống dưới đường lộ xe chạy. Đó, những xe buýt nó chở khách đi lên, những người dưới trung tâm thành phố người ta đi lên. Mình thì hôm nay mình không có đi xe buýt, mình chỉ đi bộ, mình làm những cái clip ngắn này để về chia sẻ với các bạn thôi. Vì mình xuống đây cũng mấy ngày rồi mà đã đi cũng nhiều nơi rồi, và bữa nay mình bỏ ra một ngày không để mình đi, mình thu lại những cái clip đem về làm. Trước hết mình làm kỷ niệm và sau đó mình chia sẻ với các bạn. Mình đã mới được đi lên tới có một đoạn thôi nha các bạn. Một bậc tăng tốc bên kia nữa. Muốn lên tới đỉnh núi cũng không phải đơn giản đâu nha. Thời tiết bên đây bữa nay không có nắng, bên ngoài khoảng chừng 20-22 độ thôi. Sáng đi thấy cũng gió hơi lạnh lạnh nhưng bây giờ hết lạnh rồi. Leo lên những cái bậc thang về bắt đầu ở sau lưng đổ mồ hôi rồi. Đây mình đã lên gần tới rồi. Quay về cái thành phố bên kia thấy muốn hết một phần của thành phố luôn. Rồi giờ mình đi tiếp nha. Thì mình đi cái này là cái cổng phụ. Mình đi leo dốc mình lên này là cổng phụ chứ không phải là cổng chính. Toàn bậc thang không. Rồi, cuối cùng thì mình cũng tới một cái nhà thờ quá lớn luôn các bạn. Đó. Núi cao hơn núi, người cao hơn người ha. Cuối cùng mình cũng lên tới đây rồi. Mệt quá luôn. Đây toàn là du khách không. Có nhiều khách đi tự do, có nhiều khách thì người ta đi theo phái đoàn.
Đây là mình đứng ở bên hông của cái nhà thờ. Chút xíu nữa mình lên đứng ở phía trước của nhà thờ mình quay nha các bạn. Cái nhà thờ nằm trên cái đỉnh núi như thế này. Mà cái kiến trúc ngày xưa người ta quay cũng đâu có tệ, người ta xây cũng đâu có tệ đâu. Thì người ta nói cái nhà thờ này là nhà thờ cổ, nhưng cũng qua rất là nhiều đợt đại tu, trùng tu rồi. Nhưng mà cái vẻ bên ngoài thấy vẫn còn cái tính cách cổ xưa. Cái ngói ở trên đó là người ta đã làm lại cái ngói mới đó, cho nên nó mới có cái màu sặc sỡ như thế này. Đây có lẽ một pho tượng của ông vua cưỡi ngựa, cho nên bốn bên đều có bốn con sư tử. Chắc có lẽ sư tử ở đây người ta biểu tượng cho cái sự dũng mãnh và hùng mạnh, cho nên đi mọi nơi đều thỉnh thoảng mình thấy có những cái pho tượng của sư tử hay là kỳ lân các bạn. Đây bà con chen chúc nhau mà chụp hình. Đó các bạn đứng ở bên này có thể nhìn thấy một phần của cái thành phố bên kia xong. Đây là ban ngày nha. Ban đêm ở trên này nhìn qua gì bên kia chắc có lẽ cũng đẹp lắm. Chào tất cả các bạn, mình đang đứng trên một cái ngọn đồi và trước mặt mình là một cái nhà thờ cổ nằm trên một cái ngọn đồi. Ở cái khu vực này về đêm khá đẹp là bởi vì cái ánh đèn người ta thắp theo cái một cái màu vàng cũng rất là thích hợp với lại cái nhà thờ cổ kính này. Vì mình muốn đi lên đây ban đêm cho nên mình không có đi vào bên trong cái nhà thờ được. Là vì bên trong buổi tối nó đóng cửa. Cái nhà thờ, cái ngọn tháp này nó cao chót vót ở trên luôn rồi các bạn. Rồi để mình xây qua cái hướng bên kia để các bạn coi, có thể mình đứng trên một cái ngọn đồi như thế này, mình nhìn xuống cả một góc của thành phố Budapest luôn nha. Đây các bạn, đây là một cái mình đứng trên ngọn đồi quay xuống với thành phố Budapest nè. Đây là chỉ vào một phòng, một góc bên thôi nha. Một tí xíu nữa mình qua bên kia, mình quay một cái phần của mé bên kia nữa. Và xa xa dưới là một cây cầu bắc qua một cái dòng sông rất là đẹp. Còn trước mặt mình là một cái thành phố, phần của thành phố Budapest, và cái tòa nhà sáng dưới kia là mặt sau của Quốc hội. Ở nơi này rất là nhiều du khách người ta tới. Trên một cái ngọn đồi cao như thế này mà mé dưới là một cái dòng sông cũng khá lớn. Cái
Nhà thờ này xung quanh có một cái bờ thành cũng rất là cao và kiên cố. Đây về ban đêm quá đẹp luôn hả chị ha? Dạ đẹp, dạ. Rung lên đúng không? Dạ. Đây là mấy cái tòa tháp của bên hông cái nhà thờ. Cái nhà thờ rất là vĩ đại luôn. Ở phía trước mình đứng mình nhìn thấy nha, chứ mà sao quá trời lớn. Rồi bây giờ mình đi xuống với cái bà thành mấy dưới. Ở đây buổi tối toàn là dân du khách thôi. Vì người ta thích lên đây ban đêm để người ta ngắm cái thành phố về đêm. Đây là một nhóm du khách từ Á Châu. Khoan nha, đứng chụp mà mấy dính mấy cái người kia rồi đó. Rồi 1 2 3. Đây đang các chị du khách đang ngồi với phim nè, chụp hình. Còn xa xa từ trên kia là mấy người tới từ xứ Kim Chi. Oh my god, oh my god.
Okay, 가자.